đây là video dúng chả bia. Sức ngày chiều Cường dạy Cường bốc chả, xong Cường bốc và thêm mày bốc chả mà mình nhìn như mày bốc cất. Không phải lâu thế. Nhanh cái tay là quẩy mạnh cái ni lông nó sang ra. Cường tức quá. Bốc người ta định được, xong người ta phải sắn vào cái thành chậu. Mẹ cứ bốc hớt từ thành chậu hớt ra, đéo để múc được. Giải 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 phủ ở đây cho anh ạ. Bốc nó đã tròn chưa cần. Này, bốc thích to thì to, thích bé bé, mà bác nào không quen tay tối đến chịu khó đi tìm cỡ một tập. Yeah.